nhiều nhỉ? Chủ yếu là vùng trán này, vùng má cũng có nhưng mà trán là chính. Trán là chính. Trán bạn ấy càng che tóc vào thì nó càng nặng chị ạ. Vì thế ra là về nhà mình bỏ cái vấn đề che tóc đi nhé, được không? Để mẹ cho ra đeo vòm. Mẹ bảo đeo vòm đấy, có đeo không? Đùa thôi nhá, làm gọn đấy là được, đồng ý không? Cái này mình phải điều trị đúng chị ạ. Mà ấy đang bị mụn trứng cá trên một nền da dầu nhờn nhá. Một là bây giờ mình phải làm sạch để cho đỡ được mụn ẩn này. Thứ hai là mình xử lý kinh nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba là kê đơn cho bạn ấy nhé. Mục tiêu của mình cố gắng một tháng nó khỏi được khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà em bé hạn chế đồ cái nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kiện nặng. Có khó? Công việc đấy cháu làm được ạ. Ok đúng không? Và phải hạn chế thức khuya nhé. Đấy, bởi vì nó nhiều lắm. Đỡ được khoảng mấy phần rồi? Đỡ khoảng 8-9 phần. 8-9 phần nó đỡ nhiều chị ạ? Không còn không đáng kể nữa đâu. Đến đây trời hơi mưa, kính vẫn còn nước à? Ok, hết là ổn luôn đấy. 10 phần nó phải đỡ được đến 8-9 phần rồi. Cái dưới này cũng thế, đỡ nhiều rồi này. Có còn nhân mụn mới không? Nhân mụn hầu như cũng ổn ổn rồi đấy. Sớm lại chắc không phải xử lý, hôm nay có xử lý thâm xử lý đâu. Nó bôi kem trị thâm rồi chạy máy trị thâm này kê đơn cho nhé. Cố gắng cho nó hết thâm nhanh chóng nhé. Hài lòng không? Ok đúng không? Đỡ được khoảng mấy phần rồi? Đỡ khoảng 8-9 phần. 8-9 phần nó đỡ nhiều chị ạ? Không còn không đáng kể nữa đâu. Đến đây trời hơi mưa, kính vẫn còn nước này. Ok, hết là ổn luôn đấy. 10 phần nó phải đỡ được đến 8-9 phần rồi. Cái dưới này cũng thế, đỡ nhiều rồi này. Có còn nhân mụn mới không? Nhân mụn hầu như cũng ổn ổn rồi đấy. Sớm lại chắc không phải xử lý, hôm nay có xử lý thâm xử lý đâu. Nó bôi kem trị thâm rồi chạy máy trị thâm này kê đơn cho nhé. Cố gắng cho nó hết thâm nhanh chóng nhé. Hài lòng không? Ok đúng không?